để bà con đang cùng xem livestream mới chặt cây giống chứ không phát ạ. À, em hôm nay đã trở lại với livestream chặt cây giống trưng phát. Ngày hôm nay em sẽ đưa đến cho bà con cùng xem, đó là quy trình xuất hàng cái bắp giống như để đưa ở trên chuyên đề cho bà con cùng thấy ạ. À, thì ngày hôm nay là cái bắp giống của chặt cây giống trưng phát đã được đếm đủ số lượng cũng như là đảm bảo đủ kích cỡ để đem đến cho bà con của mình. Bây giờ thì không để bà con đợi lâu, em sẽ đưa bà con đến quy trình xuất hàng cái bắp giống như thế nào, mời bà con cùng theo dõi ạ. À, và như bà con cũng đã thấy thì đây là chiếc xe mà ngày hôm nay sẽ chịu trách nhiệm đưa cá bớp giống đến cho bà con của mình đây ạ. À, và chiếc xe của em đã được bố trí toàn bộ các vật dụng đầy đủ cũng như oxy và nước để có thể đảm bảo được cá giống của mình, cá giống tại trại cá giống Trưng Phát đem đến tận tay bà con, chất lượng cá vẫn y nguyên và đảm bảo ạ. À, tay bà con thì các anh lái xe cũng đồng thời là chịu trách nhiệm chở cá từ cả cái giống Trưng Phát đến tận tay bà con thì đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này khá là lâu, nên là cá giống đảo như bà con của mình cũng đã biết thì trại cá giống Trưng Phát của chúng em đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề cung cấp giống cũng như là cung cấp dịch vụ cá giống giao tận nơi, và bất cứ số lượng nào thì bên em cũng có thể giao, cho nên bà con của mình hãy cứ yên tâm đặt niềm tin vào trại cá giống Trưng Phát để bên em có cơ hội được phục vụ bà con những con giống chất lượng, được tư vấn và được hỗ trợ bà con những kỹ thuật nuôi để bà con của mình có những vườn nuôi thành công bà con nhé. Để dành cho những ai còn chưa biết đến trại cá giống Trưng Phát thì trại cá giống Trưng Phát của chúng em chuyên cung cấp cá giống nước lợ mặn đang có mặt trên thị trường và đang được bà con của mình tìm kiếm rất là nhiều, là cá bớp giống, cá mũ trân châu, cá bì trắng, cá bì vàng, cá chim rây vàng, cá hồng mỹ, cá kẽm và nhiều loại cá khác nữa. Cho nên bà con của mình đang có nhu cầu ở bất kỳ loại cá nào thì hãy cứ gọi cho em đến số 0905252284 để em có thể cung cấp được. Bây giờ nhanh lên thôi nè. Bây giờ nhanh kìa. Này nó chết cười em nội. Nè nha. Và em đang đứng ở đây là giới thiệu với bà con, đây là cơ sở 3 của trại cá giống Trưng Phát và ngay bên cạnh chính là cơ sở 2 của trại cá giống Trưng Phát ạ. À, xin cảm ơn anh Quốc Ngô ạ. À, cá giống Trưng Phát nơi tin cậy của người nuôi, giống như anh nói thì đây chính là câu trong ngôn cũng như là câu slogan nổi tiếng của cá giống Trưng Phát này ạ. À, vừa quay cho bà con đó là cá bớp giống ngày hôm nay xuất đi cho khách hàng của chúng em thì cá đang size từ 10 đến 11 cm đấy ạ. À, bye.
được với không gian rộng lớn như thế này. Vậy đây chỉ là hai cơ sở của cả cái giống phương pháp chặt, cái giống phương pháp, còn những còn hai cơ sở tương tự như thế này nữa, đủ để không gian cũng như là cơ sở vật chất để có thể sản xuất đảm bảo được con giống chất lượng và đủ số lượng để cho bà con của mình, bất cứ bà con của mình yêu cầu số lượng nào hay là loại cây giống nào, kích cỡ nào thì chạy cây giống Trường Phát luôn, cố gắng để đáp ứng và đang trên con đường có thể gần như là cung cấp toàn bộ nhu cầu của bà con. Hai nghìn mới này. Và bà con có thể thấy được các kỹ thuật viên của bên em đang ươm những chuyến xe nối tiếp nhau từ dưới ao ươm, đem cá bóp giống tạo lên trên xe lớn như thế này ạ. Cho bà con để đề phòng bà con mới vô livestream sau thì không biết là trà cá giống Trường Phát đang có những loại cá như cá bớp giống, cá bì vàng, cá chẽm, cá hồng Mỹ, cá chim vây vàng và nhiều loại cá khác nữa, cho nên bà con của mình đang có nhu cầu làm đầy ao lòng của mình bằng loại cá nào thì hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905252284 để em tư vấn và cung cấp cho bà con giống chất lượng bà con nhé.
Quay cho bà con cùng xem đó là quy trình xuất hàng cải bắp giống tại cải giống Trường Phát đó ạ. Và cải giống Trường Phát rất hân hạnh được phục vụ bà con, cho nên bà con của mình hãy đừng ngần ngại gì gọi điện thoại đến số 0905 284 để em được phục vụ bà con những con giống chất lượng và được tư vấn kỹ thuật nuôi cho bà con để bà con có thể có những vụ nuôi thành công bà con nhé. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại bà con, hẹn bà con vào những livestream lần sau. Em sẽ đem đến cho bà con những loài cá khác đang có mặt tại trại cá giống Trường Phát. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.